Nó chỉ là một giải đấu hạng thấp dành cho những ai thích dưỡng già hay farm gà. Không ít người đã bình luận như vậy về Saudi Pro League. Có phải hạng thấp không khi Roberto Firmino chuẩn bị cuốn gói vì chẳng thể cạnh tranh nổi suất đá chính? Có phải dễ dàng farm gà không khi Benzema gần như tàn hình kể từ ngày cập bến? Họ từng là những ngôi sao hàng đầu khuynh đảo châu Âu, vô địch Champions League, nhưng giờ đây đều rơi vào cảnh chật vật tại Ả Rập Xê Út. Bởi vì Firmino, Benzema chỉ đến Trung Đông để kiếm tiền, hay chính xác vì họ không đủ khả năng đem đến sự khác biệt cho Al Ahly hay Al Ittihad. Đó là lúc người ta nhận ra Cristiano Ronaldo đẳng cấp đến thế nào, cả về sự chuyên nghiệp lẫn phong độ. Tại vùng đất Trung Đông, CR7 phiên bản 38 thanh xuân chơi bóng như thể một cỗ máy không tuổi. 53 bàn sau 57 trận đấu, Ronaldo trở thành vua phá lưới năm 2023, bỏ lại phía sau những Harry Kane, Kylian Mbappe và Erling Haaland. Ngày cuối năm 2022, làng túc cầu chấn động với thông báo Ronaldo chia tay Man United để gia nhập Al Nassr. Cả thế giới bắt đầu lung sục mọi ngõ ngách tìm hiểu thông tin về câu lạc bộ này là đội bóng nào, Ả Rập Xê Út có giải vô địch ra sao. Và cũng kể từ ngày đó, hàng loạt tên tuổi quyết định chia tay châu Âu để cập bến Trung Đông xa xôi vì cơ hội kiếm tiền và cũng vì một điều quan trọng không kém, đó là sức hút của thương hiệu CR7. Benzema lựa chọn Al Ittihad với mức lương ngang ngửa Ronaldo tại Al Nassr. Firmino thì đầu quân cho Al Ahly, dĩ nhiên cũng đi kèm với những con số thù lao siêu khủng. Đó đều là những lời đề nghị trong mơ cho những cầu thủ đã ngoài 30. Tuy nhiên, sau gần nửa năm kể từ ngày cập bến, Benzema và Firmino chắc hẳn đã nhận ra Saudi Pro League không dễ dàng như họ nghĩ. Từ chỗ được đón tiếp như những vị vua, cả hai giờ đây đang bị chính người hâm mộ đội nhà quay lưng. Sau trận thua 2 năm trong ngày hội ngộ Ronaldo, Benzema buộc phải khóa Instagram có hơn 76 triệu người theo dõi để tránh bị chỉ trích. Trong khi Ronaldo tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng, góp công lớn vào màn đại thắng mãn nhãn của Al Nassr. Chính Benzema là báo thủ phạm lỗi trong vòng cấm, tạo điều kiện để Ronaldo ghi bàn gỡ hòa trên chấp phạt đền. Các cầu thủ viên Al Ittihad nhanh chóng nổi cơn lôi đình, khi đó là trận đầu tiên sau 5 năm đội bóng này để thua trước Al Nassr. Phóng viên người Ả Rập Xê Út Walid Al Farai đã tiết lộ về mối quan hệ căng thẳng giữa Benzema và người hâm mộ Al Ittihad. Mọi chuyện dần trở nên rắc rối. Benzema không tạo ra được sự khác biệt và trên hết, anh ta thi đấu thiếu cố gắng như thể muốn nói rằng tôi chỉ muốn đến đây dạo chơi và kiếm tiền. Thậm chí đồng đội cũng không thích Benzema. Bỏ túi mức lương ngang ngửa Ronaldo, nhưng những gì Benzema làm được là không hề tương xứng. Khán giả Al Ittihad thậm chí còn gọi tiền đạo người Pháp là kẻ ăn bám, ký sinh trùng, đồ lười biếng. Hãy nhìn bầu không khí cuồng nhiệt ở sân nhà Al Awan của Al Nassr. Bốn khán đài đều hòa cùng tiếng siêu mỗi khi Ronaldo ăn mừng. Đó là sự khác biệt, thể hiện sự cống hiến vượt lên tất thảy của tiền đạo người Bồ Đào Nha. Dù người đàn ông này năm nay đã 38, Benzema thì tàn hình, Firmino thậm chí còn tệ hơn. Cựu tiền đạo của Liverpool đang sắp sửa khăn gói rời Ả Rập Xê Út vì tình cảnh ngặt nghèo. Hơn 2 tháng qua, Firmino phên mài đũng quần trên ghế dự bị và mới chỉ có 6 lần vào sân thay người. Trong trận đấu ra mắt, tiền đạo người Brazil thi đấu rực sáng với cú hat-trick làm nức lòng người hâm mộ Al Ahly. Nhưng kể từ đó, Firmino tịch ngòi trong 9 trận liên tiếp và tiếp tục ngồi kiếp dự bị. Truyền thông Ả Rập Xê Út chỉ ra rằng tiền đạo người Brazil không còn duy trì được nền tảng thể lực, cơ thể sa sút dần theo thời gian. Firmino cũng không tìm được tiếng nói chung trên sân với Riyad Mahrez hay Alassane Maximan. Lay lắc ở Ả Rập, nhà vô địch Champions League đang muốn rời đi khi kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa, có thể trở về quê nhà thi đấu hoặc tìm kiếm một cơ hội ít ỏi ở châu Âu. 3 là số bàn thắng của Firmino ở Saudi Pro League mùa này. Benzema thì khá hơn, 9 bàn. Nhưng khi đặt bên cạnh Ronaldo, tất cả đều lép vế. Sau 17 vòng đấu, Ronaldo đã có 19 pha lập công, cộng thêm 9 pha dọn cổ cho các đồng đội để dẫn đầu luôn cả hai danh sách vua kiến tạo, vua phá lưới. Chẳng phải một số người nói Saudi Pro League tầm thường hay sao, nhưng hãy nhìn màn trình diễn chật vật của Firmino hay những màn trình diễn không tương xứng với kỳ vọng của Benzema để thấy rằng Saudi Pro League không dễ dàng đến vậy. Giữa bầu trời sao số cặp bến Trung Đông, Ronaldo vẫn là vị tuyển thủ sáng nhất, chói nhất với phong độ thăng hoa. Từ tận Ả Rập xa xôi, ở cái tuổi 38, Ronaldo vẫn sẵn sàng cạnh tranh khốc liệt với những tiền đạo đang chơi tại trời Âu. Theo thông tin nóng hổi từ Fabrizio Romano, Haaland
sẽ vắng mặt trong trận cuối cùng của năm 2023. Điều này đồng nghĩa Haaland sẽ hết cơ hội gia tăng thành tích 50 bàn thắng và Ronaldo chính thức trở thành chân sút số 1 thế giới năm nay. Trên TNT Sports, Haaland mới đây đã chia sẻ về cuộc cạnh tranh của mình với thần tượng. Thật sự không thể tin nổi khi đây là mùa giải tuyệt vời bậc nhất của tôi, nhưng tôi vẫn thua trong cuộc đua vua phá lưới với cầu thủ đã 38 tuổi như Ronaldo. Nó thật điên rồ, khi làm sao anh ấy lại ghi được nhiều bàn thắng như thế ở độ tuổi đó. Anh ấy quả là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử. Đúng như lời chia sẻ của Haaland, quả thật con số 53 bàn thắng ở tuổi 38 là một kỳ tích điên rồ. Với Cristiano Ronaldo, tuổi tác chỉ là con số vô tri. Anh vẫn đủ sức thi đấu 57 trận trong năm nay, từ Al Nassr cho đến Bồ Đào Nha, để tạo nên thành tích nổ súng đáng nể này. Ronaldo vẫn còn một trận đấu vào ngày 31 tháng 12 để gia tăng cách biệt với những bậc hậu bối. Họ là Kane, là Mbappe, là Haaland, những tiền đạo khét tiếng của bóng đá châu Âu hiện tại. Sau ngần ấy những thăng trầm, Ronaldo vẫn vượt mặt tất cả để chứng minh vì sao họ gọi anh là cỗ máy săn bàn vĩ đại nhất lịch sử. Trước Ronaldo, Saudi Pro League đã từng có một cầu thủ được IFFHS, Liên đoàn Thống kê Lịch sử bóng đá quốc tế, công nhận là vua phá lưới trong một năm dương lịch. Đó là Abdelrazak Hamdallah và thành tích 57 bàn thắng đáng gờm vào năm 2019. Nhưng khi đó, người ta đã nói về 54 bàn của Lewandowski hay 50 bàn của Messi và chẳng ai thèm đếm xỉa tới Hamdallah. Thành tích xuất sắc của tiền đạo người Maroc bị lu mờ hoàn toàn trước những ngôi sao đang chơi bóng tại châu Âu. Tuy nhiên năm 2023, tất cả đều hướng về Ả Rập, về Cristiano Ronaldo. Từ báo giới truyền thông đến những cuộc gặp gỡ cà phê, ai cũng nói về 53 bàn thắng trong năm 2023 của CR7. Cảnh báo chí rầm rộ đưa tin cập nhật hàng ngày về những con số thống kê cứ nhảy liên tục của Ronaldo. Đó là sức hút, là đẳng cấp vẫn trường tồn theo thời gian của người đàn ông huyền thoại. Mới đây, người đồng đội của Ronaldo ở đội tuyển Bồ Đào Nha là Nelson Semedo đã chỉ ra yếu tố tạo nên sự khác biệt. Trên sân tập, anh ấy là một cầu thủ khác. Anh ấy luôn cố gắng tập luyện và đến phòng gym trước cũng như sau buổi tập. Trên sân, anh ấy luôn muốn cạnh tranh. Kể cả khi đội tuyển quốc gia, chúng tôi chia đá 7-7, anh ấy luôn muốn chơi đến phút cuối cùng. Khi trận đấu kết thúc, anh ấy vẫn muốn tiếp tục đá. Vậy nên, Ronaldo thật khác biệt. Bước chân có thể chậm đi, sức rướn có thể suy giảm, nhưng khát khao là thứ vẫn luôn vạn nguyên bên trong Ronaldo. Thậm chí ở tuổi 38, người ta còn thấy CR7 cháy hơn bao giờ hết. Nhìn sang Firmino, Benzema, tất cả đều thực sự cảm phục thái độ chuyên nghiệp và đẳng cấp của Ronaldo. Anh chưa hề muốn dừng lại, nghỉ ngơi hay tận hưởng kiếm tiền. Tinh thần cống hiến của Ronaldo vượt lên trên tất thảy, là thứ ánh sáng trong hành trình từ hòn đảo Madeira cho đến vùng đất Trung Đông xinh đẹp.